Thưa quý vị, mưa lớn được dự báo bắt đầu chút xuống miền Bắc từ dạng sáng ngày 8 tháng 9 và kéo dài đến ngày 12 tháng 9. Trong đợt này, nhiều nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hôm nay, ngày 7 tháng 9, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to. Theo đó, khu vực Hà Nội từ gần sáng ngày 8 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9 sẽ có mưa vừa, mưa to và rông. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12 tháng 9. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập ống tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1.